không phụ tải toàn bộ của hình ảnh soi gương của chúng ta, đúng không? Thì cái tần suất dịch tần tim vào khoảng 2%, vào khoảng 2%. Trường hợp tiếp theo đó là dextrocardia, tức là vị trí của quả tim bất thường, thì tỷ lệ này là trên 95% dịch tần tim. Và trường hợp tiếp theo là visceral sai sót, tức là vị trí của tim không tương hợp với vị trí của các phủ tạng, đúng không? Thì tỷ lệ vào khoảng 75-85% bất thường. Các anh nhìn thấy đây là cái dạ dày, đúng không? Vị trí của tim và dạ dày là sao? Khác nhau, đúng không? Đấy. Đây là cái mô tả của hình ảnh. Chúng ta quay lại cái này. Để biết được trục tim như thế nào, có bất thường hay không, có vị trí tim bất thường hay không, thì chúng ta phải định vị được cái trục tim, đúng không? À, đây là hình ảnh cắt ngang lồng ngực của chúng ta thấy, đúng không? Thông thường thì trục của quả tim sẽ tạo nên một cái góc 45 độ, và tất nhiên là trục của nó sẽ hướng về bên trái, đúng không? Về bên trái của lồng ngực. Trường hợp này chúng ta gọi là trường hợp thông thường nhất, hay gặp nhất, đó là lemocardia, tức là vòng tim hướng về bên trái, đúng không? Nếu như vòng tim quay ngược sang bên này, đúng không? Thì chúng ta gọi là dextrocardia, đúng không? Tức là vòng tim hướng về bên phải. Và nếu vòng tim hướng phải này, thì trong cái sơ đồ hình ảnh ban nãy chúng ta có tỷ lệ dịch tật 30% thì 95%, chúng ta thấy cái vòng tim quay lại này là quả tim gần như là chắc chắn có dịch tật, chúng ta phải tìm bằng được cái dịch tật của nó, đúng không? Và trường hợp trung gian ở giữa là nằm ở đây, người ta gọi là mesocardia, tức là vòng tim nằm ở giữa, đúng không? Thì còn cái thì ít, chủ yếu là lemocardia, và nếu không thì một tỷ lệ là dextrocardia ít hơn nhiều. Đây là định danh trục tim rất đơn giản, như thế thấy không? Đúng không? Nó chỉ cần làm xong các con ngực nó sẽ đi sâu vào, người ta còn nói đến vị trí P thì tâm lý tâm biết nó cứ tùng thôi, nhưng không quan trọng lắm, đơn giản như vậy thôi, đúng không ạ? Vị trí cái thứ hai là chúng ta so sánh vị trí của tim so với các phủ tạng, đúng nhỉ? Đây là trục ở trên là trục của tim, vị trí của tim so với các phủ tạng, thì chúng ta thực hiện một cái cắt ngang bụng để quan sát cuộc sống, quan sát dạ dày và quan sát tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa tức là gì nhỉ? Để chỉ thị cho cái tạng gì? Gan, đúng không? Tức là chúng ta quan sát dạ dày và gan. Situs solitus tức là sao xét bình thường, đúng không? Mọi cái hoàn toàn bình thường thì tỷ lệ dị tật là bao nhiêu phần trăm ạ? 1%, đúng không? 1% những cái tim có vị trí sắp xếp tim ở một trạng bình thường sẽ có dị tật, cũng không phải là ít, đúng nhỉ? Cứ 100% có một cái không phải là ít. Cái thứ hai, để giải thích cho những trường hợp này thì chúng ta có thế nào là bình thường, thì được atrial situs tức là nhĩ phải là bên phải và nhĩ trái là bên trái. Thế nào là nhĩ phải, thế nào là nhĩ trái? Dựa vào cấu trúc của nó, cái nhĩ tâm nhĩ nó có cấu trúc của tâm nhĩ trái phải nằm ở bên trái, nhá. Cái tâm nhĩ có cấu trúc của tâm nhĩ phải phải nằm ở bên phải. Cấu trúc của nó như thế nào? Thôi, chúng ta không thể đi vào đây, đúng không? Chúng ta chỉ học chưa tổng quát thôi, đi vào đây nó lại lằng nhằng ra, quên hết, đúng không? Gan phải nằm ở bên phải, dạ dày mà nằm ở bên trái. Như vậy chúng ta có sự tương hợp tâm lý của tạng, và trường hợp này chúng ta gọi là situs solitus, tức là sắp xếp bình thường, tỷ lệ dị tật là 1%, đúng không? Trường hợp thứ hai gọi là situs inversus, tức là gì ạ? Ngược lại toàn bộ của trường hợp trên, tất cả cái gì cũng ngược, đúng không? Mình nhảy xoay ngược thì tỷ lệ dị tật là bao nhiêu phần trăm nhỉ? 2%, và tỷ lệ trong cộng đồng nó chỉ chiếm khoảng 5/1000 thôi, đúng không? Tức là cứ 1 triệu người thì có 5 người thì tạo người hoàn toàn như thế này, đúng không? Và tỷ lệ dị tật cũng chỉ gấp đôi người chúng ta thôi, cho những người này cũng không có sợ gì cả, đúng nhỉ? Tìm thấy một cái thai là có dị tật tạo người thì không có đáng lo lắm, thì dị tật chỉ có người bình thường. Nhưng cái sợ nhất đó là situs ambiguous, tức là gì ạ? Sắp xếp lung tung, không có sự tương hợp, không có sự tương hợp giữa tim, tức là giữa các buồng tim tâm lý tâm thất và phủ tạng, thì gọi là situs ambiguous. Trường hợp này sẽ có dị tật bao nhiêu phần trăm?
75 đến 85%. Đấy. Như vậy anh chị có em ta có hiểu không ạ? Trong hệ thống phân loại thì sao có hiểu không? À, cái này thì dễ hiểu nhiều các bạn, trong nếu đi một cái kia thì loang quang lắm. À, từ giờ chưa thì là chưa kết thúc được cái phần phân loại từ đi tìm. Thế là hệ thống do một thầy thuốc, à, ông này là ông Philip Tiêu, ông là bác sĩ là chuyên về chẩn đoán nhạy, nhưng sau đó thì ông chuyển sang làm về chẩn đoán trước sinh. Từ đó ông rất hiểu về các bác sĩ sản khoa, ông đưa ra một hệ thống phân loại rất hiểu và đơn giản nhưng rất hiệu quả. À, đây là hình ảnh siêu âm cho phép chúng ta định vị tim và trục của tim, đúng không ạ? Hai hình ảnh thì nó ngược nhau, đúng không ạ? Đây là hình ảnh ngang ngang, chúng ta nhìn từ đâu đây? Nhìn từ đâu đây? Nhìn từ trên trần xuống, nhìn từ dưới đất lên. Cái này nhìn từ trên trần xuống. À, và chúng ta thường gặp hình ảnh này vì thai nhi thường là ngồi đầu, đúng không? Khi chúng làm xong thì bà mẹ chúng ta ngồi đây, đúng không ạ? Ra học bài đầu tiên rồi nhỉ, đúng không ạ? Bà mẹ làm đầu ở đằng này, chân ở đằng này, chúng ta mặt lên chúng ta ở đây, chúng ta để đầu trò nó ngang như này qua, chúng ta thường cầm hình ảnh này. Đây là hình ảnh ngược lại, chúng ta thì chân lên trong trường hợp thai nhi ngược, ngược tựa đầu nó quay về phía đầu của mẹ, đúng nhỉ? Đầu phía trên mũi luôn. Trục tim bình thường là 45 độ, trục tim bình thường là phần lớn sinh thần ở bên trái của lồng ngực, chỉ có một tí kinh tim nhĩ phải nằm bên phải thôi, đúng không? Trên cơ sở này chúng ta sẽ có nhĩ trái, tâm nhĩ trái là cấu trúc nằm ở gần cột sống nhất, và tất nhiên là tâm nhĩ trái sẽ nối với tâm thất trái, không trường hợp tâm nhĩ trái nối với tâm thất phải, đúng không? Những cái đấy thì nó là trong tim thần rồi, đúng không? Lo ngoằn. Và bên kia thì tất nhiên là tim phải gồm có tâm nhĩ phải và tâm thân phải, đúng không? Diện tích của tim chiếm dưới 1/3 diện tích của toàn bộ lồng ngực, tức là khoảng 33%, đúng không? Động mạch chủ ngực nằm bên trái của cuộc sống, đúng không? Và tĩnh mạch chủ dưới nằm bên phải của cuộc sống, đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ có những hình ảnh của bạn định vị trục tim và mạch chủ dưới. Trục tim thì nói như thế là chúng ta đã xong cái phần thứ nhất, đó là chúng ta định vị gì ạ? Vị trí của tim, trục tim, mối tương quan của tim với các cổ tạng để đánh giá nguy cơ bất thường của quả tim này, đúng không? À, đây là phần thứ hai của chúng ta. Chúng ta sẽ khảo sát tim trên các mặt cắt. Là thế nào? Các mặt cắt. Chúng ta có các mặt cắt đường vào, đường ra và mặt cắt bốn buồng tim. Đúng không? Đây là mặt cắt đầu tiên và mặt cắt quan trọng nhất. Mặt cắt đầu tiên và quan trọng nhất khi chúng ta khảo sát tim hạch, đó là mặt cắt bốn buồng tim. Bốn buồng tim có nghĩa là chúng ta nhìn thấy gì ạ? Hai tâm nhĩ và hai tâm thất, đúng không? Đó. Đây. Đây là mặt cắt bốn buồng tim. Trên sơ đồ cắt ở đây có tim như này. Đây là trên cái chúng tôi xin thực tế nó vẽ đấy, cái thai hình thai đây, đúng không? Có tim nằm đây, cắt như này, và đây là hình ảnh xưa. Trên mặt cắt này chúng ta sẽ quan sát cái gì? Chúng ta phải tìm ra cái gì? Anh chị thấy rằng ở trên này chúng tôi đánh 5 cái dấu tròn tròn, đúng không? Trong cái dấu tròn tròn, thế thì cái nào tròn tròn to hơn là cái quan trọng hơn, cái thằng bé thôi là cái ít quan trọng hơn. Nhìn thấy cái gì đấy, cái tròn không? Đó. Thế thì mặt cắt bốn buồng tim, đúng không? Có hai cách tiếp cận cơ bản của thai nhi từ mỏ và từ dưới sườn. À, người ta gọi là mặt cắt bốn buồng tim dưới sườn và mặt bốn tim từ mỏ. Tuy nhiên thì đối với anh chị chúng ta chỉ cần biết là mặt cắt bốn buồng tim mà thôi, nó cũng khá là giống nhau, chỉ di chuyển từ mỏ lên xuống một tẹo mà thôi, đúng không? À, chúng ta sẽ thấy không có một cái cơ quan nào của ổ bụng được nhìn thấy cả, và chúng ta cũng không được phép nhìn thấy toàn bộ một bất kỳ một xương sườn nào cả. Chúng ta có thể thấy một tí xương sườn cột,
nhưng không nhìn thấy toàn bộ dung lượng năng lượng, đúng không ạ? Thì đây là năm nhất điểm mà chúng ta phải nhận biết, từ vùng quan trọng nhất cho đến không quan trọng, đúng không ạ? Quan trọng nhất là gì? Là cái chỗ rất dài đây, đúng không ạ? Hai tâm thất có kích thước và độ dày gần bằng nhau. Người ta thường quan sát kích thước của tâm thất thì ít khi quan sát kích thước của tâm nhĩ, mặc dù kích thước của tâm nhĩ thì cũng bằng nhau. Có nghĩa là vùng tim phải và vùng tim trái thì sao? Bằng nhau ở mỗi tuổi thai. Khi mà sắp đẻ thì tim phải nó có thể to hơn tim trái một tẹo, nhưng nhìn chung thì nó vẫn cứ bằng nhau. Đây là một tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng ta thấy rằng một bên tự dưng nó bé đi thì đấy là thiểu sản tim, đúng không ạ? Đây là tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng đấy. Và cái mặt cắt này quan sát thân thất còn cho phép chúng ta nhận định cấu trúc của thất phải và thất trái. Đó là nhận diện thất phải bằng cơ bề thô của những khối cơ, đúng không ạ? Thô và dày hơn, và có một cái người gọi là ventricular, tức là giải điều hòa, nằm ở sát cái mỏm tim, làm cho mỏm tim hơi bị tù, đúng không ạ? Thất trái thì cơ bề mịn hơn và mỏm tim không có hố cơ, đúng không ạ? Sự co bóp của hai thất cũng là như nhau, co bóp hai thất cũng là như nhau, không có một tâm thất nào có bóp yếu hơn cả. Mà chúng ta thường nghĩ rằng là tâm thất trái có khi có mạnh hơn, nhưng không phải, là tâm thất phải có bóp hoàn toàn là như nhau. Đấy, và cuối thai kỳ thì mạnh hơn trái một tí, không quan trọng lắm. Cái thứ hai mà chúng ta phải quan sát, cái dấu tròn tròn to to thứ hai, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Là một dòng rất là ngắn. Vách liền thân, chúng ta phải quan sát một vách liền thân. Nếu vách liền thân mà bị khuyết một chỗ thì chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là thông tuyến thận. Thông tuyến thận là một cái gì đó tính rất là hay gặp và rất hay kết hợp với các bất thường khác, đúng không? Chúng ta quan sát kích thước của các vùng tim và vách tuyến thận, đấy là yếu tố quan trọng nhất trên bản thân này. Sau đó chúng ta sẽ quan sát thêm một cái khác, đúng không? Là hai thất nhĩ có hai van nhĩ thất có độ mở tương đương và kích thước vòng van cũng tương đương nhau. Van hái là bên trái và van áp bên phải, vân vân. Gặp vách nhân nhĩ và vách nhân thất của trung tâm chúng ta là hướng chéo lệch. Điều này có sự gắn kết của vòng bàn lá hơi thấp ở phía mỏm so với vòng bàn hải lá. Cái điều quan trọng nhất của chúng ta là phải nhìn thấy dấu chéo lệch, tức là vòng bàn lá ở thấp hơn vòng hải lá. Nếu như chúng ta thấy hai van này bằng nhau thì sao? Dấu chéo nó đều thì dấu chéo cộng đều thì sao? Thì là bất thường. Bất thường này là một dạng người ta gọi là kênh nhĩ thất không hoàn toàn, không toàn thận. Bất thường. Cái gì tròn tròn tiếp hơn nữa, đúng không ạ? Vách tiên nhĩ, đúng không ạ? Thường kín một phần nhỏ trên van nhĩ thất và lỗ bổ dụng chiếm một phần ba kênh nhĩ, được bảo vệ bởi một van mỏng của lỗ bổ dụng. Cái van này chúng ta thường gọi là van vía xanh, đúng không ạ? Nó mở vào trong lòng tâm nhĩ trái. Và cái cuối cùng là hai thất nhĩ có kích thước bằng nhau, nhĩ trái phía sau gần cột sống và hai nhĩ nối với hai thất tương ứng qua một van nhĩ thận. Đúng không? Trong một số trường hợp thì có thể là nhĩ trái lại nối với thất phải, đúng không? Thì thất phải là cái tâm thất như thế này này, đúng không? Nó có các khối cơ bề thô và có giải điều hòa, đúng không? Tuy nhiên đấy là tình trạng bất thường, đúng không? Trong trường hợp bình thường thì chúng ta sẽ thấy được các dấu hiệu này, năm cái dấu hiệu mà chúng ta phải nhận biết được trên mặt cắt vốn buồn tim. Mà một cái điều quan trọng nhất là gì nhỉ? Là kích thước các buồn tim bằng nhau. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Nếu các chị thấy nó không bằng nhau, tức là có vấn đề. Đây, đây là nhảy xuống chúng ta quan sát thấy nó thể hiện hoàn toàn năm cái tính chất mà chúng ta đã nói ở trên. Cái thứ nhất là chúng ta thấy kích thước các buồn tim là sao? Nửa tim phải, nửa trái đâu phải đâu nhỉ? Đây là cột sống này, đây là tĩnh mạch, cho nên được mạch chủ này, cục mềm, trái đâu này, bên này là phải hay trái, bên này là trái, bên này là phải hay trái, phải. Tại sao bên này là trái, bên này là phải? Vì cái này cơ của phải. Dựa trên cái động lực hành vi của chúng ta, tại sao bên này là trái là phải, bên này là trái? Thank you.
Bởi vì cái này là phải, bởi vì đây là tâm thức phải. Đúng vậy. Tại sao đây là tâm thức phải? Vì cơ bè khô và có cái giải điều hòa đây này, Mercurial đây này. Đúng vậy. Đây là phải thì tất nhiên đây là trái. Đúng không? Đó. Cái trái nó phải như vậy, chứ không phải là vì chúng ta nhìn lên nó biết cái quái nó là phải là trái đâu. Đúng không? Ừ. Thì như vậy bỏ tim này, trục tim này hướng về bên trái. Đúng không? Như vậy là bình thường. Tỷ lệ thì là tim chỉ có 1% mà thôi. Đúng không? Đó. Cái thứ hợp tiếp theo, ta nhìn thấy nó là bất tinh thất. Sao ạ? Liền. Kín, tính chùa. Đúng không? Cái thứ ba chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Hai lập ý tương đương nhau. Đúng không? Lỗ này chúng ta thường quen gọi là lỗ bô tang. Đúng không? À, có văn kia sen mở vào trong nhĩ trái. Đúng không? Văn nhĩ thất sao? Đây tất nhiên là văn ba lá rồi thì đây là thất phải. Đây tất nhiên là văn hai lá thì đây là thất trái. Đúng không? Văn ba lá thấp hơn văn hai lá. Khi các lá văn đóng lại thì chúng ta nhìn thấy một hình chữ thập lệch. Đúng không? Văn ba lá bao giờ thấp hơn, tức là gần mỏ kim hơn so với văn hai lá. Nhưng nếu nó thấp quá, nó tình chúng ta thì cũng không được. Nó sẽ trở thành cái bệnh gọi là bệnh Hespan. Đúng nhỉ? Nếu mà cái này bằng nhau trở thành một cái chữ thập đều công tác, không có gì hay ho cả. Đúng không? Cái này thường là trong bất thường của cấu trúc mỏng vàng. Một cái bệnh người ta gọi là kinh nhĩ thất, hay là ống nhĩ thất, hay là ngày xưa gọi là thông sàn nhĩ thất. Đây là khoảng cách cuối cùng đi, khoảng cách quan trọng nhất và giúp chúng ta chẩn đoán nhiều bất thường nhất. Nếu như chúng ta thấy mặt cắt thông tin này bình thường, hoàn toàn bình thường, chẳng có cái gì bất thường cả, thì chúng ta loại trừ được trên 90% các dị tật tim mạch rồi. Nếu thấy mặt cắt này bình thường thì nói rằng bình thường là chúng trên 90%. Mặt cắt này có dễ không? Có dễ không? Đây là mặt cắt dễ nhất mà lại quan trọng nhất. Đúng không? Chắc chắn là chúng ta phải làm được rồi. Sau khi học xong khóa này thì phải làm bằng cách này rồi. Dễ nhất và quan trọng nhất xong là bình thường, chứ là chúng tiên tiến được nhau. Bác sĩ sản khoa nó có một cái hay so với các bác sĩ khác là khi người khác người ta đi khám phải ra bệnh. Đúng không? Mỗi một cái đau bụng đi khám phải ra bệnh, bác sĩ chẳng tìm được cái bệnh gì cả, bảo bác sĩ rốt. Đúng không? Nhưng đối bác sĩ sản khoa một bà thai phụ đến khám mà bình thường, nhắm mắt phát được bình thường, tốt lắm là chúng ta. Chúng chưa đến 90% rồi. Không cần khám xét gì cả, khám lắm nhanh, lắm nhanh, nhanh, không quậy rồi. Tốt lắm, khỏe lắm. Là chúng trên 90% rồi. Đúng không? Đó. Sản khoa nó có cái hay gì rồi. Cho nên là ngành sản nào nó hot gì rồi. Chẳng cần biết gì cả. Ông bác sĩ sản khoa nào ở phòng mạch tư được có bệnh nhân. Đúng không? Chứ còn những ông chẩn đoán hình ảnh hay là những ông mà nhi hay là mà trình độ không ra gì là quái bệnh nhân ta đến. Vài người đến ta mách nhau một cái rốt lắm, khám làm sai chưa có khỏi đâu, hỏng ngay. Nhưng sản khoa thì ông nam có bệnh nhân, bởi vì ông bảo bình thường thì trúng lắm. Ông cứ khám lăng nhăng rồi bảo bình thường, ăn hết. Đó. Sản khoa thay thì nó. Thì bây giờ rất nhiều người đi học siêu âm sản vì thế, cứ bảo bình thường thì trúng. Cắt được mặt cắt tim thì bảo bình thường thì trúng chứ, chứ không chắc không chứ. Lo gì đâu, sợ gì đâu. Mặt cắt này còn cho phép chúng ta quan sát một cái nữa. Mà một cái dấu lẫn mạnh trên mặt kia ta phải nói bốn dấu hiệu thôi, đúng nhỉ? Đấy, cái chống tim đang ở đây. Đó là kích thước của tim. Kích thước của tim, đúng không? Kích thước của tim người ta thường gọi là chỉ số tim ngực. Đúng không? Kích thước của tim cho phép chúng ta đánh giá cái gì? Đánh giá gián tiếp cái chức năng của quả tim. Đúng không? Đấy. Tỷ lệ kích thước tim người ta thường tính vào ngày xưa thì các ông thường đo cái nơi ngang nhất của tim, thì rồi ngang cái nơi đường kính ngang lớn nhất của lồng ngực xuống chia cho nhau nhá. À. Nhưng bây giờ người ta làm thế nữa, bây giờ người ta đo một là chu vi của tim so với chu vi của lồng ngực, hoặc đo diện tích của quả tim so với diện tích của lồng ngực, và tỷ lệ này bao giờ cũng nhỏ hơn 0.5. Đây gọi là chỉ số tim ngực bao giờ cũng dưới 0.5.
cùng lắm 1.5, nó trên 1.5 ta gọi là gì? Là tim to, đúng không? Là tim to. Tim to thường liên quan đến chức năng của tim kém, to nhưng mà lại yếu, đúng không? To thì không gọi. Cái thứ hai là chúng ta có thể quan sát được một cái chi tiết nữa, đó là màng ngoài tim. Trong một số trường hợp chúng ta có thể có dịch ở màng ngoài tim, đúng nhỉ? À, thông thường thì không có dịch, hoặc nếu có dịch thì chúng ta đo kích thước dịch, cái bề dày của nó dịch nó cũng chỉ nhỏ khoảng 2 mm thôi. Nếu mà nó trên thì tức là có vấn đề. Vấn đề này là vấn đề gì thì liên quan rất nhiều thứ chúng ta cũng không nói ở đây, đúng không? Đây là cái chấm tiếp theo, chấm chúng ta mà chúng ta nói là cũng vậy. Sau khi chúng ta đã khảo sát xong những mặt cắt quan trọng nhất rồi, đúng không? Thì dễ nhất là quan trọng nhất rồi, chúng ta đến mặt cắt khó hơn nhưng lại ít quan trọng hơn. Mặt cắt này chúng ta gọi là mặt cắt năm vùng tim, hay gọi là mặt cắt đường ra thất trái, hay gọi là mặt cắt đường ra của động mạch chủ. Người ta gọi là đường ra thất trái nghe cho nó văn hoa, không hiểu sao nó cũng phức tạp quá vấn đề, đúng không? Đường ra thất trái dĩ nhiên nó là gì nhỉ? Là động mạch chủ, đúng không? Nhưng mà các nhà mà siêu âm học tức là phức tạp vấn đề nó gọi là đường ra thất trái, hay là mặt cắt mắt buồng là người ta càng khó hiểu, đúng không? Chứ gọi là mặt cắt đường ra động mạch chủ thì ai cũng hiểu cả, đúng không? Và mặt cắt này nói lên mục tiêu của nó, đó là khảo sát cái gì? Đó là khảo sát động mạch chủ, đúng không? Ta có hai cái động mạch lớn, động mạch chủ và động mạch quẩn mà thôi, ta khảo sát động mạch chủ. Đây, đây là mặt cắt trên sơ đồ, cắt trên này, đúng không? Và đây là hình ảnh trên autopsy của tim này, mở tim hướng ra đây, cắt như thế này, nha. Thế thì mặt cắt này chúng ta làm thế nào để cắt được mặt cắt này thì chúng ta học cái thực hành, cầm đồ dò ra sao vân vân, đúng không? Ở đây chúng ta cũng nói cái đề đó, chúng ta chỉ mô tả thôi. Mặt cắt này chúng ta phải đánh giá được hai yếu tố quan trọng này. Yếu tố thứ nhất là sự liên tục của lá trước van hai lá và thành động mạch chủ. Thứ hai là sự liên tục của phần màng vách liên thấp và thành trước của động mạch chủ. Đấy, chúng ta phải giải được hai yếu tố đó. Đấy, đây là vách liên thấp, đây là liên thấp, đây là phần màng, đúng không? Đây là thành. Thành trước của động mạch chủ. Phần màng của vách liên thất và thành trước cơ động mạch chủ phải liên tiếp với nhau, anh chị nhìn thấy được đấy không? Nhìn thấy không? Đó. Cái thứ hai là lá trước của van hai lá và động mạch chủ cũng phải có sự liên tục với nhau. Khi chúng ta nhìn được sự liên tục này thì nó chứng tỏ cái gì? Nhìn được hai sự liên tục này thì nó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng động mạch chủ nằm trọn vẹn trong tâm thân trái. Nếu động mạch chủ mà không nằm trọn vẹn thân trái, nhảy lên tâm thân phải, ta sẽ có cái gì? Sẽ có cái gì? Sẽ có bất thường gì? Bất thường gì nhỉ? Nếu động mạch chủ mà nó thò ra lấy máu là từ thân phải thân trái thì gọi là gì? Thông. Thông. Nó sẽ có một bất thường mà rất phổ biến mà chúng ta nghe đến là phalo, đúng nhỉ? Đúng không? Đây là cái điều quyết tử của mặt cắt này, chúng ta phải quan sát được hai yếu tố để đảm bảo động mạch chủ nằm trọn vẹn trong thân trái, xuất phát từ thân trái mà không có cái sự liên quan đến thân phải, đúng không? Ngoài ra thì ở đây nó cho phép chúng ta quan sát kích thước của động mạch chủ, quan sát van của động mạch chủ vân vân, đúng không? Chúng tôi chúng ta không nói ở đây, chúng ta chỉ nói đến đúng cái yếu tố quan trọng nhất này mà thôi. Mặt cắt bốn vùng tim thì phải xem năm thứ, đúng nhỉ? À, nhưng mà mặt cắt động mạch chủ thì xem có mỗi động mạch chủ mà thôi. Mặt cắt tiếp theo khó hơn, mặt cắt động mạch chủ dễ hơn. Mặt cắt này cắt thực hành lâm sàng khó hơn, đúng không? Đây gọi là mặt cắt ba mảnh máu. Cái này từ đấy chúng ta nghe chưa nhỉ? Ba mảnh máu là gì? Đây,
đêm của ngân hoàn toàn ngang qua các cú mạnh cực cực ngang, đúng không? Đây là sơ đồ, đây là hình chiếc không tốc xỉ, đúng không? Cực ngang, đúng không? Phía trên chúng ta có mạch này SPC, tức là tĩnh mạch chủ trên. Cái này anh biết rồi, động mạch chủ, đây là động mạch phổi, đúng không? Đó. Ba cái động mạch này xếp theo lần lượt từ phải sang bên trái, đúng không? Và từ phía phía sau ra trước, đi trước ra sau, từ sau ra trước, từ phải sang trái, từ sau ra trước. Đây, đây là ngày thực tế chúng ta cắt, chúng ta xem đây, đúng không? Xếp từ phải sang trái, từ phải sang trái, từ sau ra trước, cuộc sống này đúng nhỉ? Đây là cái gì đây? Động mạch chủ, đúng không? Anh chị chỉ thấy cái nhạc nhỉ? Kính tập lên đây. Nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ đầu đường em xuống, đúng không? Nhìn rõ. Đây là hình ảnh siêu âm, đúng không? Mặt cắt 3 mạch máu. Coi máu chúng ta sẽ nhìn thấy gì? Thân của động mạch phổi, động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên, xếp thành một. Trên siêu âm chúng ta sẽ nhìn thấy, đấy là trên thực tế, chúng ta mô tả, đúng không? Trên siêu âm chúng ta sẽ nhìn thấy nó với yếu tố như sau. Thứ nhất, ba mạch máu này xếp thành một hàng thẳng, cũng từ phải sang trái, cũng từ sau ra trước, nhưng xếp thành một hàng thẳng. Tôi sẽ bắt ông phải nhảy ra đây thì sao? Không ổn. Bắt ông phải tụt ra đây thì sao? Không ổn, đúng không? Đấy. Cái thứ hai là chúng ta so sánh về kích thước của các mạch máu này, từ tĩnh mạch chủ trên, động mạch chủ đến thân trung của động mạch phổi, chúng ta sẽ thấy gì ạ? Nó giảm, tăng dần, xin lỗi, tăng dần về kích thước. Phổi thân trung là phổi to nhất, sau đó đến thân động mạch chủ, và đến cuối cùng là tĩnh mạch chủ trên. Tự dưng thế ông hai ông này to đùng lên bằng ông này, tức là gì? Có vấn đề. Vấn đề đó là cái gì? Chúng ta sáng ở phía dưới, đúng không? Đó. Mặt cắt này có hai yếu tố chúng ta phải nhận định là gì nhỉ? Sự thẳng hàng và kích thước, đúng không? Và vị trí thì như chúng ta mô tả nhá, sự thẳng hàng và kích thước. Và cái này khá là khó cắt, trông như thế này thôi tưởng cắt ngang này, nhưng mà khá là khó cắt trên từng hàng cộng sản. Thôi, và cái này chúng ta sẽ bỏ qua cái này. Chúng ta có mặt cắt đường ra thất trái rồi. Bây giờ chúng ta có mặt cắt đường ra thất phải, tức là gì? Thất phải. Trái thì chúng ta quan sát được mạch chủ, còn phải chúng ta quan sát được mạch phổi, đúng không ạ? Đây là mặt cắt đường ra thất phải, đúng không? À, người ta mô tả được cái hình ảnh cái này, có khi các anh chị ở lớn tuổi biết, là anh ít tuổi không biết được. Đây là cái gì nhỉ? Cái này ngày xưa nó có một cái quyển danh bạ điện thoại, nó gọi là những trang vàng. Cái này là cái hình ảnh quốc tế, đúng không? Để cái ngón tay ở trên này. À, thế thì người ta mô tả cái bàn cắt này nó giống như này, hiểu không? Nhưng chị sẽ thấy đây là bàn cắt đường ra cắt phải, tức là một cắt khó hơn nữa trên từng ngày lần sản. Để chúng ta bắt được cái bàn cắt này, điều chỉnh độ dò có thể còn khó nữa, nhá. Chúng ta sẽ quan sát được cái này. Đây là gì đây? Tức là thân trung của động mạch phổi, nó tách ra làm hai nhánh động mạch phổi phải và động mạch phổi trái, đúng không? Đây là gì đây? Thất phải. Đây là tâm thất phải, đấy tất nhiên là bàn thất rồi, đúng không? Là thân động mạch phổi rồi, đúng không? Đây là nhĩ phải, đúng không? Nhĩ phải. Chúng ta quan sát thấy thất phải, nhĩ phải, động mạch phổi, van động mạch phổi, thân trung mạch phổi, và
vào bệnh phổi, hai nhánh của bệnh phổi, cơ ta quan sát thấy trọn vẹn cái phần gì? Tim phải. Vì thế người ta gọi là đường ra tất phải. Nhưng ở giữa có một cái thế này, là cái gì đây? Vùng vẹn màu đỏ này, nhận biết ngay nó là cái gì? Đây là động mạch chủ. Cái ban này là ban của chim, nó nhìn trên xuống, đúng không? Đây, đây nhảy sơn này. Thân trung của mình có hai nhánh, hoặc cả trái, đúng không? Tâm thất phải, tâm nhĩ phải. Động mạch chủ. Chúng ta nhận xét gì về mối tương quan giữa động mạch phổi và động mạch chủ về mặt xuất phát? Đây là điều quan trọng nhất của bản thân này. Mỗi bản thân có một hai điểm mấu chốt và hồi trừ như bản thân với mục tiêu có 5 điểm, đúng không? Nhưng trong đó chỉ có hai điểm mấu chốt. Chúng ta cứ nhớ ở mức độ siêu tổng quát mình nhớ được là mình giỏi rồi. Hướng đi đúng rồi, sao? Hướng đi của nó vun gấp với nhau. Người ta thường gọi rằng đây là dấu hiệu bắt chéo của động mạch phổi động mạch chủ, hay gọi là dấu hiệu bắt chéo của đại động mạch. Các bạn đọc một số cái kết quả siêu âm của một số bác sĩ siêu âm hay trả lời như vậy, đúng nhỉ? Ví dụ các chị có đang ý biết được nó chưa? Đấy. Nhưng là dấu hiệu bắt chéo của động mạch phổi và động mạch chủ, hai động mạch này luôn luôn phải có hướng ra xuất phát chéo nhau, không được phép đi song song với nhau. Đi song song với nhau là bất thường, đúng không? Bất thường thì thế nào? Tí mà sẽ nói. Đấy là điều mấu chốt cơ bản của động mạch, của mặt cắt đường ra động mạch nhá. Ở đây mặt cắt dọc. Mặt cắt dọc thì người ta để khảo sát tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới. Các cái bất thường tĩnh mạch thì thường ít gặp, đúng không? Tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới đây, chúng ta sẽ thấy cái hợp lưu của nó ở đây và quan sát thấy thất phản. Mặt cắt dọc cung động mạch chủ, cái này thôi chúng ta nên nói nhiều nữa, đúng không? Cung mạch chủ sẽ quan sát cung mạch chủ ở cái nhánh tĩnh mạch này, nó có ba cái nhánh cách nhau của mạch chủ. Như vậy thì chúng ta đã khảo sát xong các mặt cắt, gồm có những mặt cắt gì nhỉ? Bốn buồng tim, năm buồng tim hay gọi là đường ra thất trái, hay gọi là mặt cắt động mạch chủ, đường ra động mạch chủ, mặt cắt mang mạch máu, mặt cắt đáy tim hay gọi là mặt cắt đường ra thất phải, đúng không? Chúng ta có những mặt cắt đó là quan trọng nhất. Và mỗi mặt cắt chúng ta có một vài điểm mấu chốt quan trọng nhất chúng ta phải nhớ, đúng như. Và dựa trên các điểm mấu chốt đó, từ các mặt cắt đó chúng ta sẽ phân tích, tìm ra căn bất của tim, cấu trúc của tim, đúng không? Đây là 7 cái bất thường cấu trúc tim. Và 7 cái bất thường cấu trúc tim này đã chiếm gần như hết sạch các bất thường cấu trúc tim. Các bất thường còn lại chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ thôi. Vì vậy khi chúng ta tìm ra được 7 cái này là chúng ta đã gần như chẩn đoán xong các bất thường tim. Cái bất thường đầu tiên hay gặp nhất và hay liên quan nhất đến các bất thường khác nữa đó là thông tin gấp, đúng không? Thông tin gấp là cái này như cả đó là bất thường của các thiên tấp, tấp thông lớn chúng ta đồng học giữa tấp phải và tấp trái, đúng không? Khoảng 10% là thông tin thấp đơn thuần, tức là chỉ có thông tin thấp mà thôi, không có liên quan gì khác. Tuy nhiên thì đa số các thông tin thấp sẽ phối hợp với các bất thường khác, và đặc biệt là thông tin thấp rất hay liên quan đến bất thường về cấu trúc di truyền ở cấp độ nhiễm sắc thể. Và người ta quan tâm nhiều nhất đến hội chứng gọi là hội chứng tinh shock, tức là mất một phần của nhiễm sắc thể ngắn ngày hạn, nhẫn nhá, hoặc là insulin 21, insulin 13, insulin 18, đào bao tỏ vết luôn, đúng không? Tức là vận chuyển. Cho nên nhìn thấy tim thai ở tuần thứ 18 mà có thông tin thất thì lập tức chúng ta phải làm gì? Phải xét nghiệm cấu trúc di truyền carotide của thai nhi bằng xét nghiệm dịch ối.
Phân loại người ta có nhiều cái phân loại, tuy nhiên cái phân loại này không có ý nghĩa gì đối với các thầy thuốc châu Âu cả, mà cái phân loại này chỉ có ý nghĩa đối với các thầy thuốc nhi khoa để mai sau họ phẫu thuật tái tạo lại cái mảng này mà thôi, cái mảng này mà thôi. Nó không có phần màng, không có phần cơ gì cả, không có phần phễu, đúng không? Chúng ta thấy là có hai cái phương pháp phổ biến nhất, đó là phần màng và cái màng phía trên, nó là sát với cả phần thân và thông nguyên thất phần cơ. Thì thông nguyên thất phần màng, đúng không? Dễ đóng hơn hay phần thất phần cơ dễ đóng hơn? Thì là sợ rồi, không đi sâu hay làm gì? Thông thất gì dễ đóng hơn? Thông thất phần cơ thường dễ đóng hơn. Chúng ta thường nghĩ là thông thất phần màng dễ đóng hơn, nhưng phần cơ thì thường dễ tự đóng hơn. Chẩn đoán rất là dễ, chúng ta sử dụng bằng cách gì? Bốn của tim, nhìn thấy ngay một chỗ khuyết ở một chỗ nào đó thì đấy là thông nguyên thất. Tuy nhiên khi tìm thấy thông nguyên thất thì đừng chủ quan nghĩ rằng mình tìm thấy thế là xong rồi, mà phải làm được hai việc: một, các bất thường phối hợp; hai, xét nghiệm cardio tai để xem bất thường về vật liệu di chuyển, đúng không? Thông nguyên thất, đó, chúng ta thấy những cái hình ảnh trong mô tả là các cái loại thông nguyên thất khác nhau, một ta cũng cần quan tâm cái này nhiều. Đây, thì nhìn thấy đây thông nguyên thất này, lỗ to đùng này, thông nguyên thất này lỗ to đùng này, đúng không? Cái này bé hơn này, đúng không? Các cái loại thông nguyên thất khác nhau thì trong mô tả, các loại thông nguyên thất khác nhau, đúng không? Cái thứ hai, bất thường thứ hai, nếu như thông nguyên thất là một bất thường tương đối dễ khắc phục sau khi mà đứa trẻ sơ sinh ra đời, thì cái bất thường này là một trong những thách thức của phẫu thuật tim về nhi khoa, đó là kiểu sản tim. Chúng ta sẽ có hai loại kiểu sản tim, đó là hội chứng kiểu sản tim trái, hội chứng kiểu sản tim phải. Bên nào bé thì bên đấy coi là kiểu sản, đúng không? Không có hội chứng nào kiểu sản cả trái và phải cả, tức là tim bé tí là cũng có, đúng không? Nhưng đấy chết rồi, đúng không? Còn sống được lúc ta xem một tim thì chỉ có kiểu sản tim trái và kiểu sản tim phải mà thôi, đúng không? Rất đơn giản, đó là kiểu sản tim trái. Chúng ta sẽ quan sát thấy gì? Tim trái, chúng ta sẽ quan sát hai vùng tim không cân đối nhau, tim trái thì nhỏ, tim phải làm thế nào biết là trái, làm thế nào biết là phải? Dựa vào cấu trúc của tâm thất, đúng không? Không dựa vào vị trí, đúng không? Thường là phối hợp với cái việc hẹp van động mạch phổi, hoặc thậm chí không có van động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ, có van động mạch chủ, và giảm van động mạch chủ lên, rồi giảm sản van hai má, vân 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 vân, đúng không? Có thể phối hợp với tổn thương kinh thất hay chúng ta gọi là thông sản kinh thất đấy, đúng không? Cái này chẩn đoán khá là dễ, đúng không? Chúng ta quan sát cái tim nó nhỏ mà thôi, nửa tim nó nhỏ hơn so với bình thường. Ngoài ra có thể không có một cái tổn thương nào về đại động mạch cả, tức là không có cái sự thay đổi vị trí xuất phát của các động mạch lớn, cũng có thể không bất thường của động mạch chủ lên, đúng không? Tuy nhiên thì thường nó phối hợp với việc giảm sản mà chủ lên và hẹp lỗ van hoặc không có lỗ van. Cũng như vậy thì hội chứng kiểu sản tim phải cũng thế, đúng không? Chúng ta thấy tim phải làm sao? Cũng nhỏ so với cả tim trái. Chẩn đoán cũng rất dễ trên mặt cắt bốn thủ tim. Bây giờ sẽ quan sát vào cái mặt cắt này, đúng không? Đây là hình ảnh trên xương chúng ta nhìn thấy. Còn tim này, đây là gì ạ? Đây là tim trái, đúng không? Bé tí thôi, tim phải, đúng không? Đây là nhĩ trái, tâm thất trái và tâm nhĩ trái. Chủ yếu là có thể tâm nhĩ trái, tâm thất trái bé tí, đúng không? Đây là hội chứng thiểu sản tim trái. Tâm thất trái, tâm nhĩ trái thì không bé nhiều so với tâm nhĩ phải, nhưng tâm thất trái thì bé hơn rất nhiều so với tâm nhĩ phải. Đúng như vậy, đây là hội chứng thiểu sản tim trái. Cũng như vậy, tổn thương phối hợp chúng ta có thể thấy theo hẹp qua động mạch chủ, thất trái bé và động mạch chủ bé, đúng không? Cũng như thế, chúng ta thấy được tăng âm của động mạch chủ, thay động mạch chủ rất tăng âm, xuất phát động mạch chủ thì bình thường. Tất cả cũng thế, không có khác gì cả, cũng có các tổn thương phối hợp, đúng không? Đây,
Chúng ta sẽ thấy đây là tâm nhĩ phải, đây là tâm tất phải, đây là tâm nhĩ trái, đây là tâm tất trái, vừa nhĩ phải đấy, vừa nhĩ trái đấy, đúng không? Đấy hơn nhiều. Một bệnh nữa cũng dễ chẩn đoán, tương đối dễ chẩn đoán, thiên trường, đúng không? Và chúng ta có tiên lượng tương đối tốt trên lâm sàng và phải phẫu thuật tiền nhìn, đó là tế bốn hay gọi là tứ chứng phan lô, thì khó là gì ở phan lô, đúng không? Tức là tôi nói gì 15%, thế này tỷ lệ này còn khá nhiều, 15% có bệnh tim bẩm sinh và 70% bệnh nhân tim bẩm sinh có tím. Trước đây thì anh chị nào lớn tuổi chúng ta đi học lâm sàng có thể gặp những cái bà, những cái ông bệnh nhân mà có thể đến ngoài 30 tuổi rồi, đúng không? Nhưng mà người tím móng tay móng chân hoặc là móng tay dùi trống, đúng không? Khó thở thì tim mình bây giờ nó còn nữa, người ta phát hiện là sửa rồi, đúng không? Chiếm cái tỷ lệ 4/10,000 trẻ sinh trống, nó có bốn cái dấu hiệu mà ai cũng biết, cho nên người ta bảo là tứ chứng. Thứ nhất là thông tin thấp, thứ hai là mạch chủ tứ quần vách đi thấp, tức là mạch chủ nhận máu từ cả thất phải và thất trái, đúng không? Hai là mạch phổi, và dấu hiệu cuối cùng là dấu hiệu dày thất phải, dấu hiệu dày thất phải do suy tim, đúng không? Dấu hiệu này thường chỉ xuất hiện trong giai đoạn muộn và xuất hiện khi đứa bé ra đời mà thôi, đúng không? Cái này thường hay liên quan tất cả các thể 13, 16, 13, 18, 21 và đi cho. Bởi vậy thì nếu xuất hiện thì khảo sát thấy cái bất thường gì này thì chúng ta sẽ phải đánh giá cái điều di truyền là khả năng thai thì xem có bất thường hay không. Cái này khá là dễ để chẩn đoán, đúng như vậy, dựa trên các mặt cắt. Đầu tiên mặt cắt vốn bụng tim, chúng ta thấy gì, kích thước hai bụng tim thế nào, kích thước hai bụng tim thế nào, ngực kích thước hai nửa tim thế nào, có to bé gì không, có to bé hay không, tương đương nhau, đúng không, tương đương nhau. Thứ hai là gì ạ, thông liền thận, đúng không, thông liền thận. Đây là cái gì là hết sức hạnh với họ. Đây là cái hình ảnh mô tả động mạch chủ kính ngựa, đúng không? Để biết được động mạch chủ kính ngựa trên vách thiên thất, tức là động mạch chủ nhận máu từ cả thất phải thất trái, chúng ta sử dụng mặt cắt gì, chúng ta sử dụng mặt cắt gì, để biết được mạch chủ cứ nguyên vai chúng ta sử dụng mặt cắt gì, đường ra, đường ra động mạch chủ hay còn đường ra thất trái, chúng ta sẽ mất đi hai tính chất. Tính chất thứ nhất là gì ạ, phần mài của vách thiên thất và thành trước của động mạch chủ không còn sự liên tục nữa, đúng không? Thứ hai là gì, lá trước của vân hay lá và thành động mạch chủ cũng không còn liên tục nữa, đúng không? Mất đi lại những chất đó, tức là động mạch chủ bây giờ xuất phát nhận nó từ cả hai tầng thất, đúng không? Đấy, tầng vách thiên thất này anh chị thấy, đúng không? Đây là mạch chủ này, đúng không? Xuất phát từ cả hai, và đây là lỗ thông thiên thất, đúng không? Có một dấu hiệu nữa không quan trọng bằng, nhưng trên mặt cắt ba mạch máu chúng ta có thể quan sát thấy một trong dấu hiệu của thông thiên của tứ chứng phan lô, đó là teo mạch phổi, đúng không? Thế thì trên mặt cắt ba mạch máu chúng ta sẽ thấy điều gì? Động mạch phổi. Chúng ta thấy điều gì? Chúng ta không nhìn thấy động mạch phổi. Động mạch phổi bây giờ sao? Nhỏ hơn so với động mạch chủ. Động mạch chủ to đùng lên. Động mạch chủ thì to bình thường một chút thì sao? Vì nhận máu từ cả hai trong thất. Trong khi đó động mạch phổi thế nào? Bé đi vì sao? Vì lượng máu nó bơm hết vào động mạch chủ còn đâu, đúng không? Cho nên động mạch phổi sẽ bé đi. Như vậy trên mặt cắt ba mạch máu chúng ta sẽ nhìn thấy cái to nhất bây giờ là cái ở giữa, tức là gì nhỉ? Là động mạch chủ, không phải là thân trụ động mạch phổi nữa, đúng không? Đây là một dấu hiệu mà khó khảo sát hơn.
đấy là dấu hiệu kín đáo hơn mà chúng ta có khó nhận biết nhá. Như các anh chị thì thấy được thì này, thâu nhân thất này, tim bằng nhau này, hai bên này, và đồng với chủ mất tính liên tục của thành đồng chủ. À thế là ok rồi. Một dị tật tiếp theo chúng ta nói đến gọi là thất phải hai đường ra, hai động mạch. À, đây là một cái dạng khác khác đi một chút và có liên quan đến những cái phân lô. À, nếu như động mạch chủ nằm hoàn toàn ở trong thất trái thì bình thường nó dịch sang một tí, còn thất phải thì là từ phân lô. Nhưng nó dịch quá 50% trong thất phải, đúng không? Tức là động mạch chủ lấy máu từ thất phải nhiều hơn thất trái thì chúng ta gọi là gì? Thì chúng gọi là tất phải hai đường ra, hai đường ra bây giờ tức là cả đường động mạch phổi lẫn cả động mạch chủ đều ra từ tất phải, đúng không? Mà không ra từ tất trái nữa, thì gọi là tất phải hai đường ra. Đây cũng là một cái tần so với một cái dị tật tim nặng nề và có phần khó khăn so với phalo. Phalo dễ hơn, vì phalo nó chạy ra ít hơn, đúng không? Thế nó chạy ra nhiều hơn sẽ khó khăn hơn. Thường kết hợp với tên động mạch phổi hay ban động mạch phổi, đúng không? Và xuất hiện những tên 13, tên 18, tức là trisomy 13, 18, đúng không? Và một cái dị tật, một cái bệnh nữa có thể gây cái này đó là tiểu đường thai kỳ. À, tiểu đường thai kỳ có thể gây ra cái thất thường này. À, vì thế, thì cái việc mà người ta sàng lọc tiểu đường thai kỳ là hết sức là quan trọng. Ở đây là bất thường hướng đường thất này, mạch hay hướng đường thất phải, nên tụi theo một chủ này là vân, hướng đường thất. Và đây là cái người ta mô tả cái tổn thương, đúng không? Chúng ta hiểu vấn đề vân. Đây. Đầu tiên mà các vấn đề tìm, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy gì? Trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ thấy rằng chả có cái quái gì cả, bình thường. Nhá, mặt vấn đề tìm thì rất quan trọng và rất dễ để làm và phát hiện ra rất nhiều bất thường. Tuy nhiên trong trường hợp này, trong trường hợp tất cả hai được ra một số trường hợp bình thường không nhìn thấy gì hết, đúng không? Nếu mà anh phán như thế, đúng không? Không phải nhìn thấy mà anh phán bình thường thế là sao? Xong phim, đúng không? Để mình phải xem các bạn khác khác nữa. Tuy nhiên thường thì chúng ta sẽ tìm thấy một vài một trong các dấu hiệu hoặc các dấu hiệu sau, đó là thông liên thất, đó là thất trái bé hơn thất phải. Cẩn thận cái này làm sao? Nhân với tiểu tràng. Tại sao thất phải bé thất trái? Đơn giản là hai mạch máu nó chạy hết trong thất phải nhưng mà to thôi, đúng không? Thì cần chúng ta là cái này chúng ta nhầm với tiểu sản tim, đúng không? Nhưng tiểu sản tim thì sao? Vị trí xuất phát của các mạch máu nó vẫn bình thường, đúng không? Nó chỉ có bé thôi, đúng không? Còn vị trí xuất phát thất trái, bắt đầu mà chủ vẫn xuất phát từ thất trái và bình phổi vẫn xuất phát từ thất phải, đúng không? Như vậy mà các vấn đề tim không cho chúng ta nhiều thông tin, đúng không? Đây là cái bệnh duy nhất mà nếu tim vào mặt các vấn đề tim thì có cái chết, đúng không? Còn coi các nhìn vào các vấn đề tim là ra ngay, đúng không? Dạ. Thế nhưng mà trên mặt cắt đáy tim và mặt cắt đường ra thất phải thì chúng ta sẽ thấy rằng dấu hiệu rất rõ ràng. Mà các dấu hiệu thất phải, điều quan trọng nhất chúng ta phải học mãi là phải tìm được cái gì? Động thân động mạch. Cái tay này. Mặt chéo của dấu hiệu bắt chéo của hai động mạch lớn, động mạch phổi và động mạch chủ. Chúng ta quan sát cái toàn bộ thân động mạch phổi, những động mạch phổi phải, những động mạch phổi trái, tâm thất, tâm nhĩ phải, tâm thất phải, nhưng chẳng thấy nửa tim thái trái không cả, chỉ thấy cái van tổ chi của động mạch chủ thôi, đúng không nhỉ? Đó, thế thì trên mặt cắt này chúng ta không thấy thế mà chúng ta thấy cái gì? Hai mạch máu này làm sao không còn bắt chéo nhau nữa mà nó chạy ra song song và xuất phát từ thân phải, đúng không? Đơn giản thế thôi, đúng không? Thấy mạch máu song song chết rồi, có vấn đề rồi. Mặc dù mặt cắt vốn cùng tim có thể tưởng như là bình thường, nhưng khi khảo sát vị trí xuất phát các mạch máu lớn thì nó không còn bắt chéo nhau nữa mà nó song song với nhau.
không? Đây là những cái điều cực kỳ quan trọng và đơn giản, đúng không? Vì các anh chị là lớp trung tập quát mà, tôi chỉ nói những cái điều để chúng ta nhận biết được họ, hiểu không? Cái gì đó tiếp theo gọi là chuyển vị đại động mạch. Chuyển vị tức là chuyển vị trí, đúng không? Chuyển vị trí. Cái này chiếm một cái tỷ lệ khá là lớn, 1/4000 trẻ sơ sinh xấu. Cũng thuộc loại về bệnh tim bẩm sinh tím xấu. Các thờ, các bệnh tim bẩm sinh nào tím xấu thì tự động sẽ nặng hơn cái tiến bộ, đúng không? Tím xấu rất là gì ạ? Pha trộn máu, xấu nhiều chứ, đúng không ạ? Tiêm lượng xấu, à, đây là tiêm lượng xấu. Nếu không phẫu thuật, không cần chê, có hại thế. Và tỷ lệ sống sau phẫu thuật thì cũng khá tốt, trên 80%. À, nhưng nếu không phẫu thuật thì khả năng chết được rất cao, đúng không ạ? Các bất thường thế nào? Thường gặp thông nguyên nhĩ, thông nguyên thất, hẹp van động mạch phổi bất thường khung mạch trội và ít liên quan đến bất thường. Đây là một bệnh tim ít liên quan đến bất thường cơ thể. Chúng ta thấy được các bệnh tim trước thì đều liên quan rất nhiều đến bất thường cơ thể. Mà thấy có bao giờ cũng phải khảo sát những cái này ít liên quan hơn. Những liên quan có nghĩa là chúng ta thấy bất thường tim thì chúng ta không khảo sát, bởi vì có khi chúng ta chẳng phải nhầm, đúng không? Và ít không nghĩa là không. Bởi vậy cứ bất thường tim thì chúng ta sẽ khảo sát bất thường, nguy cơ khảo sát những bất vật liệu di chuyển để xem bất thường điểm sắc thể. Thì nghĩa rất đơn giản, đây là một vị trí động mạch cầu thủ và động mạch phổi, đúng không? Đáng nhẽ động mạch chủ đi ra từ thất trái thì bây giờ nó đi ra từ thất phải. Đáng nhẽ động mạch phổi đi ra từ thất phải thì bây giờ đi ra từ thất trái. Làm thế nào biết được đâu là thất phải, đâu là thất trái? Cấu trúc của phổi. Dựa vào cấu trúc làm thế nào biết được đâu là động mạch phổi, đâu là động mạch chủ? Động mạch phổi thì nó sẽ chia nhánh. Làm thế nào biết được đâu là biết được cột tim nào thì dựa vào cấu trúc cột tim, biết được làm thế nào biết được động mạch đâu là mạch phổi, đâu là động mạch chủ? Phổi nó chia hai nhánh mà. Cũng dựa vào cấu trúc của nó, động mạch phổi được chia làm hai nhánh phổi phải và trái. Còn động mạch chủ nó phòng nó thì coi mạch chủ và chia làm mấy và có mấy nhánh nhất ra thì coi là mạch chủ phải, đúng không? Đó. Chúng ta làm thế nào để biết được dựa vào cấu trúc chứ không dựa vào vị trí, đúng không? Từ cấu trúc rồi chúng ta mới phân định được vị trí. Cái nguyên một trong những cái điều người cần phải nhớ khi mà từ hành chuông đi thẳng. Mặt cắt chống đường tim, cái này cũng thường là khó nhận biết cái dấu hiệu, đúng không? Mà thường trên mặt cắt chống đường tim chúng ta chỉ phát hiện ra một cái dấu hiệu đơn thuần, đó là thông nguyên thất, thông nguyên thất. Còn các dấu hiệu khác thì thường là bình thường, đúng không? Tuy nhiên, khi chúng ta làm mặt cắt đường ra thất, thất gì? Đường ra thất gì? Đường ra thất trái. Nếu như lúc nãy thất phải hay đường ra, chúng ta khảo sát mặt cắt đường ra thất phải, thì ở đây chúng ta khảo sát đường ra thất trái nhá, khảo sát được rằng thất trái. Và đây là dấu hiệu để giúp chúng ta nhận biết được đâu là động mạch phổi, đâu là động mạch chủ. Đó là động mạch phổi nó chia nhánh, của động mạch chủ thì không chia nhánh, đúng không? Động mạch phổi chia rất nhanh, hay nhất là sớm cái căn trung mạch phổi ngắn tí thôi, đúng không? Trong cái động mạch chủ thì không chia nhánh. Và chúng ta nhận thấy một dấu hiệu, đó là hai động mạch này chạy song song với nhau. Anh chị nhìn thấy này, song song nhau thấy không? Đúng nhỉ? Nếu chúng ta thấy hai động mạch chạy song song với nhau thì trong mọi trường hợp mà chúng ta thấy cứ tìm hai động mạch chạy song nhau thì chúng ta sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là thất phải hai đường ra, hai là chuyển vị trí, hay gọi là chuyển vị đại động mạch. Đúng nhỉ? À, chuyển vị trí của đại động mạch. Nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở mặt cắt đường ra thất phải hoặc mặt cắt đường ra thất trái. Người ta phân làm hai cái bệnh này như vậy, nhưng mà hai cái này là sao? Nó không khác nhau nhiều.
đúng không? Cho nên nó có những cái tip, nếu đi sâu vào nó có những cái tip để từ mức độ nặng đến mức độ nhẹ, đúng không? Và nó khác nhau, hai cái bệnh này không khác nhau nhiều, truyền vi động mạch và thất phải hay đường dạ không khác nhau nhiều, đúng không? Một cái dữ liệu cơ bản chúng ta nhìn thấy đó là hai mạch máu lớn chạy song song với nhau, đúng không? Một cái chi tiết nhỏ đây, chuyển về động mạch có sửa chữa không? Có sửa chữa. Thế nào là sửa chữa không? Sửa chữa ở đây là một cái dạng mà chúng ta thấy nó hơi đặc biệt. Tức là động mạch chủ ra từ thất phải, động mạch phổi ra từ thất trái. Thì cơ thể nó mới sửa chữa một cách gì? Đảo vị trí các tầm thoát. Động mạch chủ nó đảo vị trí tầm thoát để cho động mạch chủ vẫn đi ra từ thất trái, động mạch phổi vẫn đi ra từ thất phải, nó đảo vị trí các tầm thoát, đúng không? Đó, gọi là sửa chữa chiếm khoảng 25% các cái trường hợp, đúng không? Và lúc này thì quả tim nó rối loạn về cấu trúc, đúng không? Gọi là động mạch sửa chữa, truyền vi là phải có sửa chữa. Tuy nhiên chúng ta thấy trên siêu âm thì vẫn các dấu hiệu như vậy thôi, mạch máu nó song song với nhau mà thôi, đúng không? Chứ không phải là sửa chữa xong thì nó lại quay trở bình thường, không phải, đúng không? Sửa chữa nhưng nó không hoàn chỉnh. Một bất thường tiếp theo nữa chúng ta nói đến đó là bất thường dạng Epstein. Bất thường dạng Epstein thì không phải bất thường cấu trúc của buồng tim, không phải bất thường cấu trúc của động mạch, mà là bất thường cấu trúc của van tim do loạn xạ của van ba lá và một cái lá và van lá là lá thấp. Van ba lá chúng ta biết rằng nó có ba lá, và ba lá là lá vách, lá sau và lá trước, và tùy theo cái vị trí gắn cũng như là tổn thương các van này thì có các cái tip khác nhau, đúng không? Nhưng hình ảnh cơ bản của nó là van ba lá gắn thấp xuống, tức là gần vào mỏ tim. Khi gần vào mỏ tim như vậy thì tâm nhĩ thế nào? Tâm nhĩ phải to ra và tâm nhĩ phải sao? Vẽ tí lại, đúng không ạ? Người ta gọi là tình trạng nhĩ hóa thất phải, tức là nhĩ chiếm phần của thất, gọi là tình trạng nhĩ hóa thất phải, đúng không? Cái này chiếm một cái tỷ lệ khoảng 1% bất thường tim bẩm sinh. Và em xanh thì nhìn cái cấu trúc của tim trông có vẻ rất là ghê, nhưng bây giờ thì với cái trình độ phẫu thuật tim nhi khoa bây giờ người ta sửa chữa tương đối là tốt cái bất thường em xanh này, đúng không? Chẩn đoán bằng cách nào? Bằng cắt bốn buồng tim. Chúng ta thấy mất cân đối giữa các buồng tim, đúng nhỉ? Đây là tim trái, tâm thất trái, tâm nhĩ trái đây, đúng không? Đây là tâm thất phải, đây là tim phải, đây là tâm thất phải, cái tim ti đây nó chạy điều hòa như thế đây, đúng không? Và tâm nhĩ trái co lùng về do cái lá van nó nắm trục trục ở dưới này, đúng không? Cái này rất dễ nhận biết trên lâm sàng, và chúng ta có thể thấy là cả quả tim nó to nữa, cái chỉ số tim mình nó to hơn so với bình thường, mà do nó giãn cái quả tim ra, đúng không? Thành tâm nhĩ thì rất là mỏng, đúng không? Máu trong nó nằm giãn quả tim ra, nhưng mà tâm nhĩ nó rất là to. Cái này khá là dễ chẩn đoán và sửa chữa cũng không phải là quá khó. Sau khi đó chúng ta khảo sát các mặt cắt khác thì vị trí xuất phát mạch máu thế nào? Nhớ rằng mặc dù tâm nhĩ tâm thất phải bé tí như vậy, nhưng động mạch phổi vẫn xuất phát từ tâm thất phải, chứ nó không chạy chỗ nào cả. Tất nhiên có thể phối hợp như rằng tổn thương tim phức tạp, nó có thể phối hợp giữa các cái dị tật khác nhau, nhớ. Lúc ấy thì rất khó chẩn đoán. Tuy nhiên nếu như em sai hơn thuận thì mạch máu xuất phát bình thường. Một cái nữa mà chúng ta gọi là kênh nhĩ thất, hay gọi là thông sản nhĩ thất, gọi là ống nhĩ thất, vân vân, đúng không? Để chiếm khoảng 4-5% bất thường tim bẩm sinh, và cái này rất hay liên quan đến bất thường cơ thể. Tính trung bình 18-13-21, đúng không? Có thể kết hợp với bất thường chịu sản tim trái này, theo động mạch chủ hoặc bắt đè, tức là cái bất thường liên quan đến đường tiêu hóa, cột sống, thận, lung tung bang cả, đúng không? Cái này thì thôi, quá trình mô phôi chúng ta không nói, do cái lỗi quá trình phân chia của các mỏng van. Khi mỏng van nó phân chia thì nó có một cái điểm trọng ở dinh dưỡng của tim, cái điểm đó chính là cái nơi mà cái mỏng van nó bám vào, các cái lá van nó bám vào, thì do cái sự lỗi phân chia của mỏng van nó dẫn đến được thông thương từ hai cái thất và tâm nhĩ. Đặc điểm của cái bệnh tim này, tức là một thời điểm nào đó thì có hiện tượng thông giữa bốn buồng tim với nhau trong trung chuyển tim, thì gọi là, người ta gọi là thông sản nhĩ thất là như vậy, hay gọi là kênh nhĩ thất, tức là thông thất đồng tật với nhau. Nó có hai dạng, đó là thông thất toàn bộ hay là bán phần, đúng không? Complete này.
conflict thì chúng ta rất là dễ chẩn đoán, đúng không? Chúng ta quan sát quả tim trong quá trình hoạt động của nó, chúng ta thấy ở một thời điểm nhất định là nó sao? Dường như là khuyết ở chính giữa, có một điểm khuyết ở chính giữa của quả tim, đúng không? Và bốn bộ tim thông với nhau, cái này khá là dễ chẩn đoán. Trong khi đó thì kích thước các bộ tim là bình thường, đúng nhỉ? Các tâm thất thường là đúng vị trí, nhưng mà xuất phát của các mạch máu sao? Bình thường, đúng không? Tuy nhiên cái kênh nhĩ đất bán phần thì khó chẩn đoán hơn. Nếu ta không để ý chúng ta sẽ khó mà chẩn đoán được. Những dấu hiệu của nó giúp chúng ta quan sát đó là gì? Chúng ta nhận xét thế nào về hình siêu âm này? Màn nhĩ thất, đây là màn ba lá, đây là màn hai lá, đây là vách tuyến nhĩ, đây là vách tuyến thất. Lúc nãy trong mặt các bốn bộ tim ấy, chúng ta có một cái chỉ chứa thứ ba chúng ta phải phân tích, đó là cái gì nhỉ? Đó là lệnh, đúng không? Lệnh cái gì đây? Ở cái thì mà van hai lá và van ba lá đóng lại tâm gì nhỉ? Thì chúng ta thấy rằng vòng van hai lá và van ba lá ở gì đây? Ở vị trí nào? Ngang nhau, tức là cái chữ thập này có lành không? Không lành. Đúng nhỉ? Không lành, ngang nhau. Mà đáng nhẽ ra thì cái này làm sao? Phải thấp hơn gần với mỏ tím hơn. Vậy chúng ta quan sát hiện tượng mà chúng ta thấy như thế này, đúng không? Thì đây là hiện tượng kênh nhĩ thất bán phần, có chỗ khuyết của phần thấp của vách tuyến nhĩ, đúng không? Chỗ khuyết ở phần cao của vách tuyến thận, đúng không ạ? Chỗ bé tí này tạo nên cái hiện tượng thông thường ở đây, chỗ bốn bộ tim. Đây là nhảy xuồng, nó to lên, đây là nhảy xuồng nhỏ hơn, ta sẽ thấy cái dấu hiệu như vậy. Cái này khá kín đáo, cái tuyến thận bán phần, đúng không ạ? Nếu chúng ta không để ý kỹ thì chúng ta sẽ khó chẩn đoán ra, đúng không? Tuy nhiên thì với các máy xuồng hiện đại có cái bộ tim mà chúng ta sử dụng cái chế độ quay chậm, quay đi quay lại, chúng ta sẽ quan sát được các cái thu chuyển tim khá là dễ dàng. Cũng may cho chúng ta là đây là một cái dị tật mà sửa chữa không phải là khó lắm. Dị tật tim không có dị tật nào dễ để sửa chữa cả. Đã dị tật tim là khó bởi vì phẫu thuật tim rất phức tạp, đúng không? Tuy nhiên đây là dị tật không quá khó, dễ hơn so với các dị tật khác. Đấy, phẫu thuật tim phức tạp không có nào dễ nào đâu. Tim thì người ta ưu tiên phẫu thuật những cái bé mà nhỏ, nhỏ thì vấn đề những vấn đề khác lên nhiều hồi sức vân vân là nhiễm khuẩn rất là khó khăn. Việc tim nhi là thực sự là một thách thức. Đây là các cái mặt khác của bộ tim mà nó trông cho nó trông ra cái hình ảnh. Anh chị thấy chưa? Đây là quả tim khuyết vách tuyến nhĩ, khuyết vách tuyến thận vàng, đúng không? Đây là gì? Hoàn toàn, đúng không? Chúng ta sẽ thấy rằng bốn buồng tim thông thường với nhau, đúng không? Bốn buồng tim thông thường với nhau. Cái này một lần nữa nhắc lại là tuy dễ sửa chữa so với các dị tật tim khác, đúng không? Nhưng mà lại rất hay liên quan đến bất thường trong cơ thể, rất là liên quan đến cơ thể. Cho nên là rất nhiều trường hợp ta phát hiện ra, đôi khi nó chỉ là bán phần thôi. Về phẫu thuật thì nghĩ rằng dễ sửa chữa, nhưng mà xét nghiệm carotid thai thì sao? Bất thường. Thế là gì? Cái cục thể không giữ được, mà mặc dù cứ nghĩ rằng nó dễ phẫu thuật. Như vậy trong một khoảng thời gian tương đối là hạn chế, đúng không? Thì chúng tôi giới thiệu với anh chị cái bài gọi là siêu âm tim hai, đúng không? Ở đây chúng ta nêu lên những điểm mấu chốt nhất của siêu âm tim hai. Trên các mặt cắt nào là quan trọng nhất? Ở các mặt cắt đó chúng ta cần phải nhận định được yếu tố gì, đúng không? Chúng ta đã lướt qua bảy cái dị tật tim cơ bản nhất và những dấu hiệu quan trọng nhất để chẩn đoán bảy cái dị tật tim đó, đúng không? Ở mức độ các anh chị học xong tổng quát thì chúng tôi nghĩ rằng anh chị mà giờ ghi nhớ được cái thông tin này thì chúng ta đã có thể làm được sàng lọc tim ở một mức độ nhất định. Chúng ta biết là cái tim này bất thường rồi,
đúng không ạ, gửi cho cái ông mà chuyên về tim ông ấy làm, đúng không? Bây giờ người ta phát triển là các cái chuyên gia, đúng không? Chứ còn không có một ai trên đời này mà cái gì cũng giỏi cả, đúng không? Cái riêng của các thầy thuốc mà chúng ta làm chuyên tổng quát của chúng ta phát hiện ra nghi ngờ bất thường chuyển đến cho những người chuyên gia. Những ông chuyên gia đấy chỉ giỏi mỗi cái bói thôi, cũng như chỉ biết cho thiên tai thôi, nhìn cái ngàn thảo chả biết cái gì, nhìn cái xoài phát từ bình thường. Đấy là cái xu hướng của chúng ta phát triển rồi. Và hy vọng rằng qua bài học này thì các anh chị sẽ thu được những kiến thức nhất định.